Y Phương xin kính chào quý vị trong chương trình Dòng Nhạc Thính Phòng cùng Y Phương, nam ca sĩ Nguyên Khang và nhạc sĩ Trúc Hồ. Kính thưa quý vị, là vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị một chương trình rất là hay của nhạc sĩ Lam Phương mà nhạc sĩ Trúc Hồ gọi là nhạc ghiền đó quý vị. Cười. Và vì thế, chương trình kỳ này chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc bất hủ, những ca khúc hay của nhạc sĩ Lam Phương. Ca khúc đầu tiên, Y Phương mời quý vị thưởng thức ca khúc Em Đi Rồi sau đây. Và những ca khúc này là sáng tác sau năm 1975. Vâng. Dạ. Xưa con nắng không anh là hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày, giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, người tình con đơn đớn đau con tim. Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn, biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người. Một lần biệt ly chẳng thật xa, tình vẫn còn đây. Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi. Trời buồn tình ngâu, trời đêm bão tố. Mưa tuôn thành dòng thuận gió biển đông, tình buồn tình xa, tình không mơ xóa. Hai phương trời rộng, tình vẫn cùng ai nỗi buồn trên xứ người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ chan bờ mi thì đã quá chia ly. Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây. Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi. Trời buồn tình ngâu, trời đêm bão tố. Mưa tuôn thành dòng thuận gió biển đông.
tình vẫn mênh sướng không? Sướng quá, không biết nói gì. Hát một bài hát hay mà được đệm hay nữa, không có cảm giác gì bằng. Thank you, anh Hồ. Em Khang ngồi đây Khang nghe mà Khang nói wow. Một cái bài hát rất hay, một bài hát mà một cái lời rất là dễ thương. Dạ, mà khi mà anh Hồ anh đệm như vậy á, mình khi mình hát mình anh đẩy cái cảm giác dạ, của, đúng rồi. Của mình ra. Dạ, đúng rồi. Tình buồn yeah. Tình xa, tình không mờ xóa. Dạ. Yeah. Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông. Bởi vì em nói nhạc mà nó hay lắm. Mà đi rồi mà còn quan tâm đường xưa có nắng không anh? Uh-huh. Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Tình mê cái bài này. Bài này hầu hết là phụ nữ hát nhiều ha. Dạ, chưa em thấy là nữ hát nhiều. Hay quá phải Quang Hồ. Anh Hồ yeah. Không nói gì luôn. Anh Hồ không nói. Anh thì nhà Nam Phương thì anh thích lắm. Yeah. Một ca khúc kế tiếp cũng rất hay của nhạc sĩ Lam Phương, Y Phương mời quý vị thưởng thức Một Mình sau đây. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh, đường xưa quen lối trăm mối một kiếp đã đoạn, cố tìm tình trong chất ngổn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau. Để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Đường xưa quen lối dối người mang, tình duyên trăm mối một kiếp đã đoạn, cố tìm tình trong chất ngổn ngang, còn bao lâu nữa nhìn nhau
ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa chưa khuya tối. Nhìn quanh một mình, đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng. Chỉ vì đời mình chưa có mình mình. Chỉ vì đời mình chưa có. Đúng là cái nhạc của chú Lâm Phương càng nghe càng ghiền. Có cái gì rây rứt mà em thích cái câu đệm của anh Hồ ghê á. Cái câu này là phải vô cái hòa âm, nếu mà có sở dĩ em nói vậy là quý vị cũng biết là chúng tôi sắp có một chương trình rất lớn giữa hai dòng Asia. Nhạc của trung tâm Asia gồm có nhạc sĩ Lâm Phương và nhạc sĩ Anh Bằng, và đây là một chương trình rất nhiều ca sĩ muốn tham gia và rất mong đợi chương trình này. Và chính bản thân Nguyên Khang cũng như Y Phương và nhạc sĩ Trung Hồ, sở dĩ chúng tôi hát những cái chương trình như vậy là để giống như là một cái warm up cho cái chương trình của Lâm Phương. Tại vì thật sự ra nãy giờ anh nghe tất cả những cái cách anh Hồ đệm là nó đã là một cái hòa âm rất mới, rất hay cho cái chương trình Lâm Phương này. Em có công nhận với anh không? Cái lối đệm, cái bài một mình nó có cái gì nó rất là Việt Nam. Nhưng mà em biết khi mà anh Hồ ngồi xuống anh hòa âm thì anh lại nghĩ ra một cái cách không, khác nữa. Anh Hồ, please keep this. Tại vì mỗi một cái cảm giác đó, mỗi một cảm xúc khi mà mình ngồi xuống nó khác, đúng không anh? Có nhiều khi trong chương trình bài này không phải anh sáng tác nữa, có anh Vũ Tuấn Đức sĩ đang giúp cho nhiều khi người khác sáng tác hòa âm, nhiều người hòa âm. Nhưng mà vấn đề đó là mình muốn hòa âm theo cái bài này á, khi mà mình làm chương trình đó thì mình phải nghe lại đó thôi chứ không có nhớ được. Tại vì mỗi giây phút là mỗi khác, mà cái cách mà cái chương trình Nhạc Tính Phòng mà sở dĩ anh thích á, mà anh rất là enjoy mà để mà đờn cho hai em hát á, là nó cho anh một cái thời gian có thể nói là chợt đến với mình thôi, thấy không? Chứ khó kiếm được cái thời gian như vậy lắm, nó chết tắt moment. Cái đó, cái cách em ca rồi cái không gian thời gian mà tự nhiên nó dắt mình đi tới một cái thế giới đó. Chứ anh cũng khi mà trước kia mà Khang hát bài này anh cũng thường thì ta thì thường mình sẽ đánh lại ta. Nhưng mà khi mà anh đờn cho Khang ca thì Khang ca tới đó thì anh lại không muốn lặp lại câu đó, mà anh muốn lặp lại theo cái những gì anh đang feel. Tức đó là cái mà bởi vậy em mới muốn giữ improvise á, đại khái là nó cho mình một cái không gian và thời gian mà mình lúc đó mình mới biết được là mình đờn cái gì thôi. Thật sự mình cũng không biết được mình đờn cái gì nữa. Mà thật sự nó là cái gì nó tự phát ra lúc đó, và cái ngón tay mình nó chỉ đến chỗ đó. Nó đi theo trong cái tiềm thức mà không cần phải suy nghĩ. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau những phần thông tin thương mại.